Rồi, chúng ta sẽ nói về cái phần IP. Như vậy IP là gì? Và IPv4 và V6 có gì khác nhau? Vậy chúng ta sẽ có ở đây là loại IP. Xuống đây thì chúng ta có số bit, tức là IP. Ví dụ chúng ta có IPv4 và IPv6. IPv4 thì độ dài nó bao nhiêu bit các bạn? Bao nhiêu bit nào? Biết không? 32 bit. IPv6 là mấy bit? 128. 128 bit. Thì số bit của V6 nó gấp V4 mấy lần? Bằng 128 chia 32 gấp 4 lần. Rồi số octet. Số octet tức là số nhóm, nó chia ra làm mấy nhóm, thì ở chỗ này chúng ta gọi là nhóm cụm ha. IP là nhóm, là cụm chầu nha, chầu. IPv4 32 bit nó chia làm 4 cụm, bởi vì các bạn thấy cái IP mà các bạn nhìn thấy, ví dụ 192.168.1.4, đó là IP mà các bạn thường nhìn thấy của IPv4. IPv6 thì nó chia thành 8 cụm. Thì cái IP đó không thể nhớ được đâu. IPv6 thì không thể nhớ được. Đây, nó dạng như thế này, 8 cụm. Và mỗi cụm của nó là bao nhiêu bit? Số bit trên một octa. Số bit trên một octa 32 bit và có 4 octa, thì chỗ này là có 8 bit trên một cụm, 8 bit trên một nhóm. Còn cái này thì 16 bit trên một nhóm. Cái này gấp đôi. Cái này gấp đôi. 6 bit, 8 bit, 16 bit trên một nhóm. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta có số địa chỉ tối đa. Số địa chỉ tối đa. Hoặc là số IP tối đa. Số địa chỉ hay là số IP tối đa. Số IP tối đa. Như vậy, làm sao để chúng ta biết được có tổng cộng là bao nhiêu IP V4? Thì chúng ta sẽ khảo sát qua một cái bài toán. Ví dụ, chúng ta có số bit và số trạng thái. Số bit và số trạng thái. Nếu như chúng ta có một bit thì chúng ta có bao nhiêu trạng thái các bạn? Nếu có một bit thì có bao nhiêu trạng thái? Một trạng thái. Một bit thì chúng ta có trạng thái bit này mang giá trị là 0 hoặc bit này mang giá trị là 1. Như vậy, nếu chúng ta có một bit thì chúng ta có 2 trạng thái. Nếu chúng ta có 2 bit
thì có bao nhiêu trạng thái có thể? Ví dụ chúng ta có hai cái bóng đèn, vậy có bao nhiêu trạng thái, có tất cả bao nhiêu trạng thái? bốn À, chúng ta sẽ có không không là hai bóng đèn cùng tắt, hoặc là bóng đèn đầu tắt ba bóng đèn sau mở, hoặc là bóng đèn đầu mở bóng đèn sau tắt, hoặc là cả hai cùng mở. Như vậy chúng ta có tổng cộng là bốn trạng thái. Vậy nếu ba bit thì có bao nhiêu trạng thái? Ba bit bao nhiêu trạng thái nào? năm Ba bit chúng ta sẽ có không không không, rồi đến mấy nữa, không không một, rồi xong một không bit nữa là mấy nào? Không không một 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 một, rồi tiếp trạng thái tiếp theo một không không, rồi một một không một không một trước, rồi mới một một không, một rồi một một à một một một. Như vậy chúng ta có tổng cộng bao nhiêu trạng thái nào? sáu tám À, 8. Vậy con số này ở đâu ra? 2, 4, 8. Nó có liên quan gì đến 1, 2, 3? bằng hai hai mũ số À, bằng 2 mũ số bit. Bạn nào đó? dạy Em là... dạ Thanh Sơn Ok, cảm ơn Thanh Sơn. 2 mũ số bit. Đúng rồi. Chúng ta có hai mũ số bit, tức là chúng ta tính được số trạng thái của các cái số bit mà chúng ta có. Vậy thì 32 bit, mỗi cái trạng thái như thế này nè, chúng ta gọi là có khả năng lưu trữ một IP. Ví dụ như nếu xài 2 bit thì chúng ta có thể là 4 IP. Chúng ta xài 3 bit thì có thể là 8 IP, tức là 8 trạng thái, 8 địa chỉ. Vậy 32 bit bao nhiêu địa chỉ các bạn? hai mũ 32 Bằng 2 mũ 32. 2 mũ 32 khoảng cỡ 4 tỷ địa chỉ. Khoảng cỡ 4 tỷ địa chỉ. Vậy nếu 128 thì có bao nhiêu địa chỉ? Không có chỗ để ghi luôn. Chừng đây địa chỉ IPv6 sau này kìa. Gấp mấy lần? Xem thử nó gấp mấy lần nha. Gấp một con số mà nó cũng không biết là gấp bao nhiêu luôn, nó ra chữ E luôn, gấp chừng đây lần. Các bạn đọc được con số này không? Lộ cái gấp thôi đó mà đọc được không? Bao nhiêu tỷ? Nhiều tỷ Tỷ. Nhiều tỷ tỷ nha. Rồi ok, tiếp đến quay trở lại IPv4 hiện nay người ta đang gọi là thiếu, sắp bị thiếu chứ chưa thiếu, nhưng mà sắp thiếu. Vậy tại sao thiếu? Hiện nay dân số thế giới là bao nhiêu người? tám. Dân số gần 8 tỷ người. Gần 8 tỷ người mà cho là 70% người sử dụng Internet. Còn hơn thế nữa. 7, 8, 5, 6 là cho cỡ 6 tỷ đi. 6 tỷ IP, 6 tỷ thiết bị thì 6 tỷ IP. Bởi vì có rất nhiều thiết bị khác, 6 tỷ người, nhưng mà thực ra là một người có thể là sở hữu rất là nhiều cái thiết bị mà có IP. Nào là điện thoại, nào là tivi, nào là máy tính, nào là đĩa bàn, tất tần tật mọi thứ. Như vậy thì cần phải 6 tỷ IP. Nhưng mà tổng cộng IPv4 có 4 tỷ à?
Chưa kể là mình loại trừ đi mất một mớ IP nè, không xài rồi. Bởi vì IPv4 hiện nay chúng ta đang phân lớp ra thành A, B, C, D, E. Nhưng mình chỉ xài A, B, C thôi. Còn lại D và E là đang dự trữ, chưa có xài đến. Các hệ thống bây giờ là chỉ xài A, B, C thôi. Vậy thì tổng cộng bao nhiêu địa chỉ mà hiện nay đang xài là đến tổng là 6 tỷ địa chỉ. Mà bản thân nếu mà xài full luôn là có 4 tỷ 3. Mà thầy nói là không full, chỉ có xài ABC thôi. Mà trong cái ABC này còn trừ ra nữa đó. Vậy thì làm sao mà nó tương thích được cái này 4 tỷ, cái này 6 tỷ mà vẫn xài phà phà đến giờ này? Tại sao? À, chúng ta sẽ quay lại vấn đề tại sao. Các bạn nhìn ở trong IP của các bạn mình đưa lên đây, 192.168.1.64, có nhiều bạn là .17.6, 192.168, đa số .12.43.40.43.1 này là có khi là bạn đang nhìn cái cạc mạng của thằng VisuBox đó nha, chứ không phải là cạc mạng của mình đâu. Của mình đa số là những anh bạn mà ảnh đi cấu hình ADSL, modem ADSL, ảnh cấu hình 192.168.1 không à, hiếm khi mà ảnh cấu hình đến .43 lắm, hiếm, đa số là .1. Cho nên các bạn thấy là gần như trùng á, đây là .7 nè, .7 nè. Vậy hai bạn này là có trùng IP nè. Tại sao trùng? Nguyên tắc IP là trong một hệ thống mạng, trong một hệ thống mạng IP không được trùng nhau. Bây giờ ở nhà các bạn đi, máy tính của mình với máy tính của ba mẹ, máy tính của em mình đi, mình nhìn cái IP của nó xong rồi mình đổi IP lại. Đây, mình nhìn IP của bạn mình, của ba mình, của mẹ mình, của mình đi, xong cái mình vô mình nghịch nha, nghịch phá, phá không sao hết, cứ phá không sao hết. Đây chỗ này chỗ Roberti ha, mình nhìn thấy IP hồi nãy rồi, 192.168.1 chấm bao nhiêu đó, .126, rồi vô trong IPv4, IPv4 property này là nó để automatic nè, mình đặt lại 192.168.1. Ví dụ như là máy của người khác trong nhà thầy là 120, ví dụ vậy. Rồi 192.168.1.1 192.168.1.1. Ok, đây là mình đặt bằng tay. Và con số này thì bạn nhìn trong nhà của mình có con số bao nhiêu đang xài thì mình đặt y chang vậy, chạy nó sẽ báo lỗi ngay, báo lỗi không vô mạng được, không vô mạng được. Như vậy tại sao mà IP ở đây trùng nhau được vậy? Tại sao mà chúng ta nhìn thấy IP ở đây trùng nhau? Đây .7, đây cũng .7 luôn. Vẫn vô mạng phà phà, vẫn đang nói chuyện với thầy đây. Đó, chúng ta tìm hiểu vấn đề ở chỗ đó nha. Như vậy thì chúng ta sẽ qua một cái khái niệm mà lúc nãy chúng ta nói là LAN và WAN. Như vậy ở đây chúng ta có một cái mạng. Chúng ta có một cái mạng. Chúng ta có một cái hệ thống mạng ở đây. Và chúng ta ở đây có một cái máy. Máy 1. Và chúng ta có cái IP ở đây là 192. Hơi lớn. Rồi. Máy 1. Một chín hai chấm một sáu tám chấm một chấm hai đi, chấm một chấm hai ha.
Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái máy khác ở đây. Trong cùng một nhà nha. 192.168.1.3. Tương tự như vậy, chúng ta có nhiều máy khác. Thầy ví dụ 3 máy thôi. 192.168.1.4. Tại vì sao thầy không lấy chấm 1 ở đây? Rồi. Như vậy thì ở trong hệ thống này có rất nhiều máy, nhưng mà thầy chỉ ví dụ 3 máy thôi. Và những cái máy này cùng kết nối với nhau, kết nối lại với nhau, và thầy gọi những cái máy này trong cùng hệ thống này là lên 1. Lên 1. Đó, chúng ta có cái này là lên 1. Tức là mạng local area network số 1. Tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có cái này là mạng 2. Cái này là mạng 3. Cái này là mạng 4. Ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có là chỗ này là mạng 2, mạng 3, mạng 4. Và ở đây những người này là chúng ta đang nói là mạng LAN độc lập. Cái này là nhà bạn A, nhà bạn B, nhà bạn C, nhà bạn D. Những căn nhà này không liên kết với nhau, không kết nối với nhau. Cho nên IP các bạn có quyền đặt giống nhau, bởi vì nó không liên quan gì với nhau cả. Không liên quan gì với nhau, cho nên đặt giống nhau. Và bây giờ nó có một cái hệ thống ở bên ngoài. Chúng ta tạm gọi cái hệ thống này là Internet. Cháu làm gì vậy? Internet. Hệ thống bên ngoài này là Internet. Rồi bây giờ ở cái mạng LAN này nè, máy tính của bạn ở trong nhà nè, ví dụ như mỗi máy tính các bạn có một cái card wifi, và các bạn kết nối với hệ thống ngoài. Kết nối với hệ thống ngoài bằng một cái modem ADSL. Bằng một cái modem ADSL. Modem ADSL. Đó, bạn kết nối hệ thống modem ADSL. Và ở đây, từ trong này, bạn kết nối ra đây. Từ đây, bạn kết nối với hệ thống Internet. Kết nối với hệ thống Internet. Và tương tự như vậy, tương tự như vậy, các cái máy khác bạn cũng kết nối thông qua modem. Đó, ở đây bạn cũng có modem. Ở đây bạn cũng có modem. Ở đây cũng có luôn. Đó. Như vậy ở đây tất cả là bạn đều kết nối với Internet hết. Như vậy bây giờ là các hệ thống LAN 1, 2, 3, 4 này cùng kết nối với nhau rồi đó. Như vậy là cùng một mạng rồi. Nhưng mà tại sao bên này cũng chấm 3, bên này chấm 3, bên này cũng chấm 3, đây cũng chấm 3 luôn, mà sao nó không trùng? Tại sao thế? Tại vì hệ thống modem của mình, hệ thống modem của mình nó sẽ được chia làm hai IP, hai phần.
modem các bạn chia làm hai phần. Một phần bên trong chúng ta gọi là LAN, IP LAN. Một phần bên ngoài gọi là WAN. Bất kỳ modem nào cũng chia làm hai phần. Có cái IP đặt bên trong và IP ở bên ngoài. Vậy nếu giả sử chúng ta có hệ thống IP như thế này thì IP bên trong của nó sẽ là 192.168.1.1, tùy theo cái hệ thống nha, tùy theo cái hệ thống đặt, chứ không phải bất kỳ cái hệ thống nào nó cũng có địa chỉ giống vậy đâu. Nhưng mà các bạn nhìn ở đâu, các bạn sẽ thấy nhìn đâu đây, các bạn nhìn ở trong cái IP của mình, nhìn IP của mình 192.168.1.126 là IP. Và default gateway, tức là cái cổng ra mặc định 192.168.1.1. Cho nên lúc nãy mà có một số bạn đưa lên IP cho thầy mà các bạn đưa 1.1 á, là hình như là các bạn nhầm. Các bạn nhầm, coi lại coi. Coi kỹ lại cái IP của mình coi gì. Gì ơi. Gì à? Gì vắng? Dạ sao thầy? Coi lại cái IP của mình coi là bao nhiêu vậy? Dạ. Chụp hình cái IP đó dán lên đây coi. Chụp hình mà cái IP em nhìn thấy dán lên đây cho thầy coi. Thấy chưa? Thấy IP của mình chưa? Lâu thế. Như vô lại chụp hình cái IP gửi lên thôi mà. Không, cái này là của thằng VisualBox rồi. Em chụp cái cuối cùng á, cái này là VisualBox rồi. Cạc này là cạc VisualBox mà. Em kéo cái này xuống, kéo xuống nó có cuối cùng á. Chụp lại cái cạc cuối cùng cho thầy. Cái này là VisualBox nè, nó để rõ ràng là cạc VisualBox nè. Nhanh nào, mấy bạn mà hồi nãy mà chụp 56.1 là cái này á nha. À, VisualBox nè, cạc VisualBox nó cấu hình cho cái cạc này nhận là 56.1 á. Lấy ở trong wifi không thầy? Ừ, chụp lại cái IP config cái cuối cùng của em. Nó từ đây là nó mất rồi, chứ không còn. Sao không còn? Nè, cái cuối cùng nó có cái wireless LAN nè, wireless LAN adapter nè, đó, đến 192.168.1.26 nè, sao không còn được? À, vừa đó bạn gọi CPD sai thôi. Đây là do cái IP nó nhận lộn bên VMware. Không phải. Nó từ đấy là hết rồi. IPv6.
không không thấy IPv4. Vậy hồi nãy cái mà 192.168.1.1 là ở đâu mà em gõ lên vậy? Trong wifi rồi. Ừ, nhưng mà mở wifi lên. Mở wifi lên. Thấy mà. Đúng rồi. Đi đây. Địa chỉ của em nè, 36 nè. 192.168.1.36 nè. Còn địa chỉ này IPv4 default gateway là cái này là cái cổng ra nè. Cổng ra là chấm 1 nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy nha. Như vậy là với một cái modem, các bạn ở ở ở máy của các bạn chụp cái hình này gửi lên cho thầy coi. Những bạn khác chụp cái hình này gửi lên cho thầy coi. Để mình thấy được có cái sự đa dạng về IP. Như vậy thì chúng ta có IP mặt trong và IP mặt ngoài. Và thầy giả sử rằng cái modem này nè, bất kỳ modem nào nó cũng chia làm hai cả. Nó cũng chia làm hai. Một cái bên trong và một cái bên ngoài. Và nó cũng có cái IP LAN và IP WAN. Bây giờ cái IP WAN này là bao nhiêu nè? Bạn nào biết? Làm sao biết IP WAN hiện nay của mình là bao nhiêu? IP WAN của mình là bao nhiêu? Bạn nào biết kiểm tra được IP WAN là bao nhiêu? Làm sao biết? Trang web có cái trang mà WANIP.info. À, bạn Khang đúng không? Dạ. Ok Khang, gõ cái trang web đó lên cho thầy coi. Trần Minh Khang. Rồi, một điểm. Gõ cái trang web đó lên đây cho thầy coi nè. Trang web đó tên gì? WANIP.info. Rồi chạy thử nha, mọi người chạy thử cái trang này ra cái gì. WANIP.info. Rồi 42.119.102.211. Hoặc là bạn có thể tìm cái trang này. What is my IP? Đây nó cũng ra được cái IP của mình. Như vậy thì đây là các IP mặt ngoài. IP này là IP mặt ngoài. Đó, IP mặt ngoài. Và mọi người chạy cái trang web 1 là WANIP.info, copy cái IP này, dán lên đây cho thầy. Chạy cái IP của mình, dán cái IP lên đây cho thầy. Đúng rồi. Rồi dán lên đi nè. À còn cái nữa, bạn nào chưa dán đợi thầy tí. Ví dụ như là thầy xài cái mạng FPT, rồi dán lên. Các bạn cho thầy biết là đang xài cái mạng gì. Đang xài mạng gì. Rồi rồi, gõ cho thầy là Viettel FPT và VNPT trước. Rồi dán cái IP lại giùm thầy. Ok, đúng rồi. Viettel, Viettel. Nè, dán lên giúp thầy nha. VNPT. FPT. Đó, các bạn thấy là có số bạn là giống thầy rồi nè. FPT nè. VNPT là gần gần giống nhau. Viettel là giống nhau. Phước xài gì Phước? Em xài FPT thì FPT 171 hả? Viettel 171 chứ sao FPT được? Phước sao xài FPT được? À em xài bạn điện thoại cũng thế. Hả? Em xài bằng mạng điện thoại. Là 3G hả? Dạ. 3G của em là 3G của ai? Sim là Viettel thầy. Ừ thì Viettel đúng rồi. Thì đó. Thầy hỏi là em tự đang dùng máy tính.
Ok. Như vậy thì dựa trên này nè, các bạn thấy đa số Viettel là 171 nè. À, VNPT là 14 nè. FPT, bạn nào mà xài FPT là 42. Thì có cái gì đặc trưng ở trong này? VNPT nè. Đó, nó có những cái chung chung. FPT của thầy là 42 nè. Nè, có những cái chung bắt đầu xuất hiện rồi đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi qua một cái khái niệm, một cái khái niệm mới, IP public. Như vậy khi mà các bạn nói đến IP thì chúng ta sẽ quan tâm đến IP public và IP private nhá. Nhớ cái khái niệm này giúp thầy. Vậy thì ý của thầy hồi nãy giờ đang quan tâm đến đây nè. Ví dụ các bạn tìm thấy ở cái IP bên trong của mình này nè, IP bên trong này nè, có ai, có cái người nào, kỹ thuật viên nào đi đến nhà các bạn cấu hình IDSL xong mà đặt cái IP cái dạng như thế này cho máy bên trong không? 171, 113, 14, 115 này cho máy bên trong không? Chưa thấy đúng không? Chưa thấy. Thì tại sao như thế? Tại sao như thế? Đây là nguyên nhân để giúp chúng ta có đến 6 tỷ IP đang xài, 6 tỷ thiết bị đang xài, mà chúng ta chỉ có 4 tỷ 3. 4 tỷ 3 là chưa trừ lớp E, lớp D nha. Chưa trừ đầu, chưa trừ đuôi nha. Thực ra cái số IP mà còn xài được á thấp lắm, ít lắm. Mà đến 6 tỷ IP cần xài. Thì tại sao như thế? Tại sao mà làm được chuyện đó? Một thằng nhỏ mà cấp cho một thằng lớn hơn rất rất nhiều mà xài đủ. Hiện nay người ta nói là thiếu IP, nhưng mà thực chất là vẫn chưa thiếu. Đang nói là sắp thiếu IP V4 thôi, chưa thiếu. Vậy làm sao mà nó xài được hay vậy? Đây là cái lý do là IP public. IP public là gì? Là những IP mặt ngoài. IP public là những IP mặt ngoài. Những IP mặt ngoài chúng ta đang public, cái này là public nè. Đó. Một là 42.119.102.221. Hoặc là những IP mà các bạn đưa lên đây là public nè. Những IP này là public nè. Vậy ngoài những IP public này thì còn lại những IP này là private. Nhớ cái này giúp thầy. Nếu bạn lỡ như bạn có đi setup IP cho một cái hệ thống nhà của ai đó và bạn đặt IP cho những máy bên trong, thì nếu như bạn đặt lớp A, bạn xài là 10.0 cho đến 10.255.255.255. Đặt chỉ trong cái vòng này thôi. Nếu như bạn xài lớp A thì bạn đặt cái này. Nếu bạn xài lớp B thì bạn đặt cái này, không được đặt những IP khác nha. Ví dụ 172.16.0.1.2.3 cho đến 172.31. Còn nếu 172.32 là không được. Không được đặt cho những máy bên trong. 192.168.00 cho đến 255. Và chỉ đặt những IP này ở mạng bên trong. Ngoài những IP này ra thì sẽ đặt IP bên ngoài. Và những IP bên ngoài này nè, one IP này nè, thì tương ứng với mỗi nhà cung cấp dịch vụ, tức là mỗi ISP, mỗi nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ chúng ta có Viettel, chúng ta có VPN, VNPT chứ? No, quên nữa. VNPT. Hình
hoặc là FPT hoặc là Sài Gòn Postel. Đó, đó là những nhà cung cấp dịch vụ internet, người ta gọi là ISP. Những nhà cung cấp dịch vụ này được cung cấp một dải AV nhất định nào đó thôi. Nếu như các bạn thấy là xài cùng là FPT thì là 42 phía trước, xài cùng Viettel là 171 phía trước, xài cùng VNPT là hình như là 114, 115 gì đó. Như vậy thì mỗi cái thằng ASP nó được cung cấp một số lượng AP nào đó nhất định. Và cái số AP này là duy nhất. Đó, duy nhất trên thế giới. Ghê không? Bây giờ mình đang sử dụng, mình đang sở hữu một cái tài sản mà chỉ tồn tại duy nhất trên thế giới. Đúng không? Trước đây người ta sở hữu xe này xe kia chỉ có 5 chiếc sản xuất thủ công. Ở Việt Nam mình là tỷ phú mới sở hữu được một chiếc, đúng không? Còn mình bây giờ vẫn đang có một cái tài sản mà tồn tại duy nhất trên thế giới, không tìm ở đâu ra cái IP này. Các bạn không tìm ở bất kỳ đâu thấy được một cái IP là 142 này của thầy. Không bao giờ có nha. Không bao giờ có IP này của thầy. Kể cả IP của các bạn, không bao giờ xuất hiện lần thứ hai trên thế giới. Vậy thì IP này mới là IP cạn kiệt nè. Đó, cái IP này mới là IP cạn kiệt các bạn. Cái quanh IP này nè. Cái quanh IP này mới là cái cạn kiệt. Còn cái IP bên trong sao? Người ta đặt IP không trùng nhau được vậy. IP nào không trùng nhau? Trong hay ngoài? Ngoài. IP ngoài chắc chắn không trùng nhau. Chắc chắn một điều không trùng nhau. Lý do? Sao? Lý do là cái dải IP này, dải IP này là cái internet của Việt Nam, cái thằng mà trung tâm điều phối internet Việt Nam á, nó đã cấp cho thằng Viettel cái một cái dải IP nào đó rồi, nó cấp cho thằng VNPT một dải nào đó, cấp cho thằng FPT một dải, cấp cho thằng FTT một dải, thì bản thân bốn anh này không bao giờ trùng nhau cái này nè, được chưa? Bởi vì anh cấp IP của thằng khác là bị đụng và bị kiện ngay, làm gì có quyền cấp IP khác. Bởi vì nhà nước người ta đã quy định cho anh cấp IP đó rồi, làm sao anh cấp được IP khác được. Được chưa? Rồi. Riêng trong Viettel thì khi mà các bạn setup modem ADSL, hướng dẫn setup modem ADSL lại có cái để xem tiếp. Cài đặt. Modem ADSL. Như vậy khi mà các bạn cài đặt modem ADSL, nó đến một cái bước, nó đến một cái bước. Ủa cái này sao cái giao diện nó kỳ kỳ. Đây. Đến một cái bước là One setting. Lane setting. Bạn này đặt chấm 10. Còn đến cái bước one setting là nó không nói ở đây rồi. One setting là luôn luôn để nó tự động các bạn. One setting là luôn luôn để nó tự động, không bao giờ can thiệp đến cái địa chỉ one setting. Và khi mà các bạn đặt one setting á, tự động IP là DHCP, Dynamic Config Protocol, DHCP, thì lúc này nó sẽ tự nhận IP từ nhà cung cấp dịch vụ xuống. Không có anh chàng nào kỹ thuật viên mà đi tự động đặt IP cho cái modem hết trơn. Không bao giờ. Nha. Cho nên cái IP mặt ngoài là không bao giờ trùng nhau. Chắc chắn một điều không bao giờ trùng nhau. Nếu mà anh nào mà đặt trùng cái là nghỉ việc liền á.
à, ngay chỗ bước 2 là one setting nè. Anh nào vạc rạc trùng mà hệ thống nó báo lên là đặt trùng IP one là nghỉ đi. Đây, đặt trùng IP one nè, đây là IP one nhé. Đó, cho nên cái điều đó là gần như không bao giờ xảy ra, bởi vì không có anh kỹ thuật viên nào mà ảnh ngu mà ảnh đi đặt cái IP để mà ảnh bị đuổi việc cả. Bởi vì IP người ta cấp sẵn, mình cứ thế bật lên chạy thôi, mình đặt lại làm gì nha. Cho nên là không có điều đó xảy ra. Cho nên là cái IP one này ở Việt Nam mà đã làm được như vậy thì ở bên Campuchia cũng thế, Thái Lan cũng thế, Mỹ cũng thế, Anh cũng thế. Bất kỳ ở công ty nào trên thế giới, người ta cũng đều training cho nhân viên của người ta là gì? Là đi thiết lập modem IDSL, chỉ có đặt IP bên trong, không đụng đến IP bên ngoài. Thì làm gì có chuyện đụng? Được chưa? Thỏa mãn được câu hỏi của các bạn chưa? Rồi, thầy. Rồi, như vậy thì ở chỗ này, giả sử nhà của thầy 10 cái máy, nhà của bạn 10 cái máy, nhà của bạn khác 20 cái máy, nhà của bạn này có công ty 100 cái máy hoặc là 1000 cái máy. Như vậy ở chỗ này 1000 hết đi, bởi vì cái này rất là khỏe, 1000 hết. Vậy 4 nhà là 4000 rồi, và lớp của mình là 40 đứa, là 40000 cái máy tính, mà xài có mỗi một cái IP 192 hoặc là nếu mà tính thêm ngàn thì 172.16.x.x. Đó, nếu mà số lượng máy của các bạn lên ngàn, bạn dùng cái địa chỉ 172 cho thầy. 172.16.x.x. Như vậy đến 10.000 hoặc là 40.000 hoặc là 400.000 máy tính mà xài có địa chỉ 1 172.16.x.x. Vậy thì cái ở bên trong này nè các bạn, bao nhiêu cũng được cả, vô tư, lặp đi lặp lại được mà. Chỉ có cái ở bên ngoài, ví dụ Viettel đi, nó được cấp 1 triệu IP, ví dụ vậy. Viettel nó được cấp 1 triệu IP và bây giờ nó phát triển từ Bắc chí Nam và nó xài gần hết IP rồi đó, thì nó là người cạn kiệt. Rồi đến thằng VNPT, ví dụ như nó được cấp 2 triệu IP mà khách hàng của nó bây giờ là sắp xỉ 2 triệu rồi, thì nó đang gần hết. Như vậy khan hiếm là khan hiếm ở ngay cái nhà cung cấp dịch vụ ISP, còn IP bên trong không bao giờ khan hiếm. Nếu như bạn biết tận dụng cái giải IP này, bạn đặt cho IP bên trong, bạn đặt 10 chấm một cái là bao nhiêu máy, là 2 mũ 24 máy, bạn biết là bao nhiêu máy không? Một IP 10 chấm thôi là nó sẽ có 2 mũ 24 - 2, đặt được từng đây máy. Một hệ thống mạng của các bạn 16.777.000, có cái hệ thống mạng nào mà đến 16 triệu máy không? Gần như không có, đúng không? Bạn chỉ xài một cái địa chỉ IP 10 chấm là bạn đặt vô tư. Còn nếu 172 thì chỗ này là 2.16. 2.16 là 65.000. Còn cái là 192 là 2.8. Thì hệ thống của bạn chỉ có thể đặt được 254 máy thôi. Nhà của các bạn chỉ có thể đặt được 254 máy thôi. Còn nếu như mà bạn muốn nhiều hơn thì là 172, bạn muốn nhiều hơn nữa là 10. Như vậy đối với IP bên trong của các hệ thống LAN thì không bao giờ thiếu nha. Không bao giờ thiếu. Chỉ có thiếu là thiếu IP one này thôi. Đó. Như vậy lý do tại sao mà hệ thống IP của mình chỉ có 4.3. 4.3 này là chưa trừ hai lớp DE, chưa trừ IP private. Nó còn rất ít nha các bạn, nhưng mà vẫn đáp ứng được cho 6 tỷ IP này. Lý do là như thế, bởi vì 6 tỷ này thực sự là IP bên trong không à, IP bên trong không à, IP mặt trong. Còn IP mặt ngoài của ISP này tức là số khách hàng,
nhớ nha. Đó, như vậy khi mà số khách hàng ngày càng tăng thì số IP WAN này mới càng ngày càng khan hiếm, còn số thiết bị tăng không ảnh hưởng gì cả, tăng nhiều cũng được, nhớ nha, thiết bị tăng không ảnh hưởng đến số lượng IP. Bởi vì có tăng cỡ nào đi nữa thì IP này là IP toàn là dùng IP private, IP bên trong không à, cho nên nó tăng thêm triệu triệu tỷ tỷ đi nữa cũng không sao cả, dễ gì mà hết được cái IP bên trong. Chỉ có IP bên ngoài, thì IP bên ngoài là IP WAN, nó hết hay không hết là do số khách hàng, ví dụ khách hàng của Viettel ngày càng tăng thì số lượng IP mà Viettel được cung cấp là ngày càng hiếm. Như vậy cứ mỗi hãng hiếm và Việt Nam hiếm, trên thế giới hiếm, số lượng của cái khách hàng tăng đột biến thì lúc đó là IPv4 hết, thực sự hết rồi. Rồi tiếp nữa, một thông tin tiếp xíu nữa ha, xíu nữa thôi. Như vậy hệ thống ở bên trong và hệ thống ở bên ngoài kết nối được với nhau thông qua một cái gọi là NAT. NAT. Rồi cái công nghệ này giúp cho các máy từ bên trong có thể kết nối được Internet. Và cái việc NAT này nè, nó chuyển giao địa chỉ thì nó làm cho hệ thống mạng của chúng ta chậm lại. Và mỗi máy tính này muốn liên hệ được với nhau, ví dụ cái máy bên này mà muốn liên hệ được với máy bên này thì phải thông qua rất là nhiều cửa ngõ, modem này rồi đi qua modem khác, đi qua modem khác, rất là nhiều cái modem rồi mới đến được với nhau. Như vậy đây là LAN 1, đây là LAN 3, hai cái độc lập với nhau mà muốn liên hệ được với nhau thì rất là khó khăn. Bây giờ người ta đang muốn chuyển qua IPv6. IPv6 ở đây mình có khoảng cỡ 6 tỷ IP thôi, bây giờ là cho 100 tỷ IP không? Ở đây là 6 tỷ nha, thầy nói là số lượng tăng đột biến lên 100 tỷ đi, 100 tỷ thiết bị. Ở đây bao nhiêu tỷ IP không đếm được, vậy thì đến bao giờ nó mới cạn kiệt được V6? Chưa tính được cái thời gian cạn kiệt nha. Từ 6 tỷ thiết bị mà lên 100 tỷ thiết bị, các bạn thấy là khủng khiếp không? Đúng không? Một người là phải sử dụng chục chiếc điện thoại đó. Một người là sử dụng chục thiết bị, chục IP thì mới lên đến 100 tỷ. Nhưng mà ở đây bao nhiêu tỷ? Vậy làm sao hết được? Nha, không hết được nha. Đó. Và người ta đang tham vọng khi mà chuyển sang IPv6 thì tất cả máy tính trên thế giới đều có IP độc lập và duy nhất trên thế giới, tất cả máy tính trên thế giới luôn, chứ không phải là chỉ IP mặt ngoài không, chỉ không phải là cái modem không nhé, mà tất cả máy tính ở bên trong này trên thế giới đều có một IP riêng. Và lúc này người ta tham vọng rằng đến lúc đó cả thế giới là một LAN. Bây giờ cả thế giới là WAN nha, thì bây giờ người ta tham vọng cả thế giới là một mạng LAN duy nhất. Ảo mai thầy hả? Ảo đi. Không ảo. Cả thế giới là một LAN duy nhất, người ta đang tham vọng như thế. Nếu IPv6 mà triển khai xong, hiện nay bên các thiết bị mới thì có hỗ trợ IPv6, còn những thiết bị cũ là chưa hỗ trợ nha, cho nên không xài được thôi. Chứ nếu như tất cả mọi thiết bị mà đều sử dụng được IPv6 rồi thì tất cả mọi hệ thống người ta chuyển sang IPv6 là một mạng LAN duy nhất, thì lúc đó hệ thống mạng của chúng ta nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Được chưa? Đó là tìm hiểu về IP. Và cái IP này còn rất nhiều thứ để chúng ta quan tâm, nhưng mà tại vì thời lượng của chúng ta không có nhiều, cho nên là thầy chỉ đưa ra những cái khái niệm cực kỳ cơ bản, để những con số mà chúng ta có thể thấy được
V4 và V6 nó khác nhau như thế nào. Tại vì sao người ta đang gọi là thiếu, nhưng mà hiện nay là chưa thiếu. Tại vì sao là IP của chúng ta chưa đến 4 tỷ, mà giả sử thiết bị của chúng ta đến 6 tỷ rồi, vẫn xài phà phà. Ha, mình phân biệt được những chỗ đó. Rồi, cái phần về IP của chúng ta tạm thời dừng ở đây. Hôm sau mà có cần, có hứng thú gì nữa về IP thì chúng ta bàn tiếp. Thank you các bạn. Chào thầy. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi, thank you.